giờ nhét gom tiễn dặn đường. Tụi mình sẽ lấy chén đi luôn. Rồi, chào mọi người trở lại với Hiểm Biết Cày. Hôm nay thì mình đi thực tế cũng như là vừa giao xong cái chiếc Vietor Lobo 2160 ở tay của anh Tòng. Máy cũng ra đồng kéo lúa luôn. Hồi nãy video trước đã đi giờ cho mọi người video trước thì đã kéo hình xe rồi. Video trước là mất lầy rồi. Hôm nay thì mình đi quay thêm một số cái cảnh để mọi người xem cái chiếc này nó kéo như thế nào. Đồng hôm nay cũng khá lầy lúng. Rồi, giờ mình đi gần gần để quay cho mọi người xem nha. Ở đây thì lần trước cũng ngay tại cái đồng này luôn, tại cái đồng này luôn là hôm trước có quay một cái chiếc Vietor Lobo 2160. Hôm trước mình cũng giao cho anh khách anh Luyến luôn, rồi cũng có quay máy đang kéo. Hôm nay sẵn cái dịp vừa giao xong lúc sáng luôn, vừa giao xong là mang máy ra kéo luôn, nên cũng đi chung với anh khách luôn để chia sẻ những cái đoạn video này cũng như là lưu giữ lại cái video này là kỷ niệm cho khách, cho kỷ niệm khá là sẽ nhớ dai. Tại vì cái này cái video trước đó, cái đoạn trước nó đã bị lầy rồi, nó đã bị mất lầy lại khá là nặng, chỉ giờ tôi cắt vô kéo ở mấy cái đồng mẹ đồng cô, nên những cái con máy này nhé nhu cầu nó sẽ phù hợp. Như giờ tôi bộ số 10 này nó tháng 2 tháng 7 80 rồi, 7-80 kg. Hai tháng 7-80 nên việc kéo này nè nó khá là phù hợp. Như mọi người thấy đó, nó phải nặng, trọng lượng nó nặng để nó bám rồi để nó kéo được cái mọt đi chứ. Còn thêm cái mọt này cũng phải cấy cầu sau nữa, nhiều mọt phải cấy cầu sau nữa. Đồng bằng là một chuyện, rồi kéo ở cái đồi núi cũng là một chuyện nữa. Chứ còn mấy cái máy sát nhẹ quá thì cả cái đống lúa này nó đã nặng hơn cái máy rồi. Nhưng mà cái máy là sát nhẹ quá thì khi mà kéo qua hai bánh trước nó đưa vô mặt, còn cái mọc thì nó cứ đứng yên chỗ do nặng quá. Mà những cái con máy mà chuyên cày kéo, ví dụ như những thương hiệu mà mình đã từng kinh doanh hoặc là đang kinh doanh như là Sonde nè, Vietor nè, Formlin, cái dòng máy đó là thể hiện cái sức mạnh cày kéo, tức là mỗi cái nhu cầu sẽ có từng cái dòng máy đáp ứng. Ở những cái đầu trước mọi người thấy là những cái đầu trước mình chỉ cầm nhận những con Mitsubishi thôi, tại vì dùng đó là dùng nước, dùng lúa nước, lúa khô, và tại những cái máy nhẹ, máy sát nhẹ. Còn đây mấy anh mấy chú mấy bác thì rất khô như vậy, họ sới khô, họ cày, họ kéo, họ ủ, nên cần những con máy mà sát nặng xíu. Thật ra khi mà đến với mình đó, mình tư vấn rất là kỹ cho những anh chị nào mà mới sử dụng, còn những anh chị cô chú nào mà đã từng sử dụng rồi, họ biết cái nhu cầu của họ. Một cái chiếc máy này nó là một cái tài sản, nó là cả một cái tài sản, cả cái gia tài ở miền Tây thì đa phần khi mà một chiếc máy, hai chiếc máy là cả tài sản, cả gia tài để đi làm nuôi bản thân, gia đình, vợ con, cha mẹ. Bản thân mình là kiểu dân cũng xuất thân từ xưa, gia đình cũng làm vụ này mà cho đến hiện tại vẫn là, và bây giờ mở rộng ra cái việc kinh doanh rộng lớn hơn, nên hiểu được những cái nhu cầu khi mà chúng ta sử dụng chiếc máy. Mình cũng hay đi nhiều nơi để tìm hiểu là từng tỉnh, Đồng Tháp thì nhu cầu như thế nào, An Giang thế nào, Long An thế nào. Khi mà mọi người ở những cái tỉnh đó gọi đến thì mình mới biết đường, mình tư vấn. Ra ở Đồng Tháp và huyện khác nhau đã khác nhau rồi. Ví dụ như ở Đồng Tháp, nhưng mà ở đây là Tân Hồng nè. Ở Đồng Tháp nhưng mà ở Tân Hồng thì nó đã khác nhau rồi. Tân Hồng thì dùng những con kim máy lớn như thế này, 310 nè, 5055E, 565, 575 và Vietor 560 như thế này. Còn Đồng Tháp thì về Cao Lãnh, Mỹ An, Tháp 10 thì máy lại nhỏ lại. Máy này lại dùng con đúc 5018, 6040 và Mitsubishi gửi 50A. Những con máy là còn gì nữa
cung cấp cho bà con ở cái thời điểm trước đó. Để chào bán một cái chiếc máy thì nó rất là dễ, để là thôi chiếc máy đó nó phù hợp với cái nhu cầu của anh chị mà người ta cần mình tư vấn đó là có. Phải đứng lên đọc cái thông số rồi cái tông nhiêu, dên nhiêu, loại máy này mạnh sao sao là xong luôn. Tại vì mình thấy nhiều bạn theo ô tô qua tư vấn máy cày nó khác lắm. Chắc là gom hết cái đoạn này là đi vô. Ồ, xe này đi vô không biết là cái chuyến xe này nó có, tại vì cái xe trước đã mở đường rồi, cái chuyến trước mở đường rồi, sợ chuyến này đất còn hơi nó hơi hít, hy vọng là qua được để khỏi mất thời gian để kéo hoặc là dán lúa xuống. Thì nếu mà anh chị nào mà có nhu cầu tư vấn về những cái dòng máy mới 100% đã qua sử dụng thì có thể liên hệ để mình tư vấn cho mọi người từng cái vùng đất, nó sẽ có từng cái chiếc máy, mỗi thông số của một chiếc máy nó sẽ đáp ứng cái nhu cầu và cái vùng đất nó khác nhau nữa, chứ không phải là chiếc nào nó cũng chạy được đâu. Ví dụ như đem 5018 6040 để kéo như thế này á, thì nó sẽ không ưu điểm bằng những cái chiếc này đâu, kéo được nhưng mà không ưu điểm bằng. Chia 4 điểm này, 4 điểm này. Giờ nhét gom tỉ dặn đường, nhét gom dặn đường. Máy mắc lại lỗ này nè. Sợ đụng ngay cái chỗ cái ủ dơm đó. Nè, nó lấy chén đi luôn, ôi thương nhắm nhắp sợ nó dính đó. Ờ, cái bán này là kinh nghiệm giờ giàu rồi, kinh chiến nhiều lắm. Chúng mình sẽ lấy chén đi luôn. Game mà game đi.